Vâng, mời các bác nha. Các bác thấy độ phê của con Quế CMX1500A. Con này thì VIP rồi. Tầm tiền thì chắc không có đối thủ. Nó nếu mà con này các bác mình chơi một cặp full 40 gọi là căng luôn nha, hoặc là các bác chơi một cặp 30 kìm cho một cặp nhỏ nhỏ có thể là 20 nữa nha. Và còn những cặp boss, cặp BMB thì gọi là vô tư rồi. Hoặc là các bác chơi như vừa nghe nhạc vừa hát với những cặp Onkyo Diatom, những dòng bass 30, 32 vân, những dòng carbon. Các bác có thể gíp em này và gíp một con vang, có thể tặng những cặp lo đó căng đét. Với công suất là 24 sò và 8 tổ lồng nguồn. Và độ mới quan trọng nhất là độ mới em đưa về phục vụ các bác đây. Mời các bác cùng xem nha. Cái nắp này giá là 11 triệu nha các bác, vẫn giá cũ nha. Về được những con mà nó như thế này các bác thấy chắc không? Cực kỳ chất lượng luôn. Những cái tăng phô không có đủ yêu rồi. Hàng nội địa nha các bác, xịn sò. Đấy tinh. Đây là những con đáy bãi Mỹ. Nồi về em đưa về phục vụ các bác. Đấy, đây là phần nguồn, phần rơ lê, cầu chỉ xứ, thân nhiệt. Mới như vừa sản xuất nha các bác. Mời các bác cùng xem, các bác cứ xem từ từ nha. Các bác xa mình có thể xem những phẩm. Cần con này thì alo cho em. Nói về lực đánh và cái hay của dòng này thì không cần giới thiệu nữa. Tại vì nó hay quá rồi. Có thay đổi mới rồi nha. Đấy, trầm lo này. Tem cờ nguyên, đường ký hiệu vào 6 ly. Được tàng kìm một bộ dây ba lăng ra 6 ly để các bác kém nối nha. Cái này mà các bác chỉ cần ghép một vòng vàng thôi ok. Các bác nếu các bác cần vàng luôn thì vàng bên em phân phối với vàng chính hãng CIF của Ý. Giá là 2.8 triệu và 3.5 triệu nha các bác. X4 Plus thì 3.5 triệu, còn X40 là 2.8 triệu. Quế CMX1500A đẹp cực đẹp. Liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên, em giao hàng và ship hàng toàn quốc. Chuyển khoản đủ thì em bớt 200, còn cọc tiền thì cọc 10% hoặc là 1-2 triệu gì đó thì em ship hàng thôi. Và phí thu hộ tiền là 1% nha các bác. Rồi thì em mời các bác cùng xem lại một tí nữa rồi em dừng video. Thì nói như thế thôi, chỉ là độ mới, độ chất lượng. Bên em bảo hành là cái thân nguyên zin hoàn hảo cho tất cả các bác mình sử dụng và chơi sản phẩm mà em phân phối cho các bác. Và tìm và đưa về những sản phẩm đẹp luôn luôn. Và các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi liên tục những cái video em lên sóng hàng ngày. Cảm ơn các bác rất là nhiều.